Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự online. Sau đây là nội dung chi tiết. Dính chàm tại dự án du lịch Tây Yên Tử, hai cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang bị bắt. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai bị can nguyên là cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang vì vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hai bị can bị bắt gồm Thân Đức Thanh, nguyên trưởng phòng và Nguyễn Văn Lực, nguyên cán bộ phòng đo đạc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hai bị can trên có nhiều sai phạm khi tham gia triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Liên quan đến lùm xùm trong việc lập hồ sơ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, phương án đợt 8 tại xã Tuấn Mậu, khi người dân kêu cứu và tố cáo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động, cá nhân Phó Chủ tịch huyện Giáp Văn Tâm buộc phải trả lại số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không đúng quy định pháp luật. Báo Dân Chí đã có loạt bài điều tra nhiều kỳ. Vụ việc tại huyện Sơn Động đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi khi địa phương này cho rằng ông Tâm có công phát hiện sai phạm, thì Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang có văn bản khẳng định không hề có sai phạm nào cả. Cụ thể, theo như thông tin chính thức từ Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động, thì ông Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Dự án đã chủ động phát hiện sai phạm, dẫn đến việc liên tục có các quyết định yêu cầu người dân phải hoàn trả tiền đền bù đã nhận. Thậm chí, cơ quan công an đã vào cuộc và người dân nhiều lần bị triệu tập để điều tra khiến tinh thần hết sức hoang mang và cuộc sống bị đảo lộn. Tuy nhiên, điều hết sức bất ngờ là ngày 6 tháng 8 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 1922 do ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc ký gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, khẳng định không hề có sai phạm nào trong vụ việc đền bù này. Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động xem xét hủy bỏ các quyết định số 32, quyết định số 33 ngày 19 tháng 1 năm 2018, giữ nguyên quyết định số 451, đồng thời giao trách nhiệm cho Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng huyện Sơn Động và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường xem xét giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, khẩn trương tiến hành lập các thủ tục về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các đợt tiếp theo. Như vậy, điều mà dư luận và người dân cùng hết sức hoang mang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng Giải phóng Bồi thường Mặt bằng huyện Sơn Động, ông Giáp Văn Tâm đã có công phát hiện sai phạm, yêu cầu thu hồi tiền của dân hay đã tưởng tượng ra việc để hành dân. Ngày 3 tháng 9 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Động đã có công văn số 475 do Thượng tá Vi Thanh Tùng, Phó Thủ trưởng ký gửi ông Ngô Quốc Bình, trú tại 37, đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Công văn cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Động đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 8 giai đoạn 1 thuộc dự án khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động đã ban hành quyết định số 3727 về việc thanh tra đột xuất việc lập hồ sơ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, phương án đợt 8 tại xã Tuấn Mậu. Theo quyết định này, đoàn thanh tra có trách nhiệm làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong việc lập hồ sơ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử. Được biết, ông Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động là Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng đối với dự án này, đã ký ban hành các văn bản, quyết định và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát, giả soát và chi trả bồi thường tại huyện Sơn Động. Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự online để cập nhật những tin tức mới nhất.